Xin chào các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại làm cái video về cái trái chùm ruột nha. Nhưng mà các bạn nhìn như thế này là các bạn sẽ không phân biệt được đâu, cái nào là loại chua, cái nào là loại ngọt nha. Đó, đây nè, nhìn nhìn các bạn, mình sẽ quay gần cho các bạn xem nha. Các bạn sẽ không phân biệt được đâu là chùm ruột ngọt và đâu là chùm ruột chua, tại vì nó giống y nhau hết à. Nè, các bạn thấy không? Các bạn có thể nhìn nhìn cái video này, các bạn có thể phân biệt được cái nào là chua, cái nào ngọt không? Chắc chắn là không rồi, đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại cái trái chùm ruột á, thì nó có hai loại nhưng các bạn, cái cây nó y nhau thôi. Cái cây, cái lá gì nó giống y nhau thôi, nhưng mà nó là cái khi mà sinh nó ra nó tượng trái như thế này nè. Các bạn sẽ không phân biệt được cái nào là chua, cái nào ngọt đâu, nếu mà người không phải là cái người trồng chùm ruột á thì sẽ không phân biệt được đâu. Thì bây giờ mình sẽ phân biệt cái nào là chua, cái nào ngọt ha. Thì cái loại này nè, nè để mình quay lấy qua bên cái này ha. Cái loại này là cái loại chua nha các bạn. Nè, mình quay gần cho các bạn coi nha. Đây là cái loại chùm ruột chua, thường là cái trái chùm ruột chua người ta sẽ làm mứt nè, rồi là ngâm rượu rồi đó. Còn đây là trái chùm ruột ngọt nha các bạn. Chùm ruột ngọt thì nó không có chua. À, nó không có chua và thường thường là chấm muối rồi ăn thôi. Với lại người ta thường thường là chùm ruột ngọt á, là người ta ít ít thích hơn là chùm ruột chua. Để mình quay gần ha. Đây là cái trái chùm ruột ngọt nè. Đó, nhìn giống y như là trái chùm ruột chua thôi. Nè, cũng giống y nhau thôi, nhưng mà để mình quay gần các bạn sẽ phân biệt nha. Lấy hai trái cơ bản ra để mình lấy, sẽ lấy hai trái để cho các bạn dễ phân biệt ha. Đây, lấy hai trái ra. Đó, lấy bớt ra. Đây là trái chùm ruột chua nha, còn đây là trái chùm ruột ngọt nè. Đó, cái để mình bỏ xuống là camera xuống là mình sẽ quay gần cho các bạn coi nha. Đó. Đó rồi, ok. Thì ngày hôm nay mình sẽ phân biệt nha. Đây, để mình lấy nét cho nó gần cái mà các bạn coi cho nó chính xác. Đây là hai hai cái trái, vừa trái chua vừa trái ngọt. Thì các bạn nhìn cái ngấn đó nè. Đó, các bạn thấy không? Đây, các bạn nhìn nha, nhìn kỹ vô nha, là các bạn phân biệt nha. Thường là cái trái chùm ruột chua á, là nó có mấy cái ngấn này nè. Nó rất là đầy đặn và nó không có ngấn sâu như là cái trái chùm ruột ngọt nha. Nè, trái chùm ruột ngọt thì cái ngấn nó sâu hơn. Đó. Nên các bạn coi kỹ nha. Mình lấy nét cho các bạn coi nha. Đó, các bạn có thấy không? Đó, cái ngắn nó nè, coi cái ngắn nó nè, đây nè. Đó, trái chua trái ngọt nó nhìn nhìn hao hao nha thôi, nhưng mà cái ngắn của cái trái chùm ruột chua thì nó rõ, nó không có, nó nù hơn, nó mập hơn. Còn cái ngắn của trái chùm ruột ngọt thì nó không có nù như cái trái chùm ruột chua ha. Đó, các bạn có thể phân biệt nha. Mặc dù nó là đều là loại chùm ruột hết, cây chùm ruột hết, nhưng mà nó có loại chua, loại ngọt, khế cũng vậy, có khế chua và khế ngọt. Tuy nhiên thì để phân biệt nó, các bạn cần phải lưu ý nè, các bạn nhìn cái ngấn nó, để mình lấy cái trái chính luôn, trái chính của trái chùm ruột ngọt cho các bạn coi kỹ cho dễ kỹ ha. Đó, thấy không? Rất là khó phân biệt nha các bạn. Màu nó cũng vậy, cái màu nó hường hường, nó sẫm hơn cái trái kia, mặc dù nó chín này nha các bạn. Nè, cùng loại chín hết luôn á, các bạn thấy không? Nè, các bạn thấy không, nó hường hường, cái ngấn của cái trái chùm ruột ngọt đó, nó sâu hơn hơn là cái trái chùm ruột chua, mặc dù trái nhỏ cũng vậy, đặc biệt là khi mà nó còn nhỏ là càng dễ phân biệt hơn á các bạn. Đó, nè, mình lấy mấy cái trái cho các bạn coi nha. Các bạn coi nè, không, cái ngấn của cái trái chùm ruột ngọt thường thường nó sâu hơn cái ngấn này nè các bạn, cái ngấn này nè. Để mình lấy cái trái cái ngấn sâu hơn các bạn cho coi, các bạn thấy không, cái ngấn này nó sâu hơn cái những thường 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 mấy trái kia đó. Với lại cái màu thường thường nó sẫm hơn nha, nó xanh xanh đó, mặc dù nó chín rồi nha các bạn. Đó, rồi cái nói chung là mình thấy nó lạ lạ, cái mình chỉ cho các bạn phân biệt ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Đó, rất đơn giản. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.